Vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê nuôi cu gáy trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là một buổi sáng này em tiếp tục công việc đi lấy những cái lồng thổ nhốt cu gáy đấy, ở bên xưởng các bác nhá. Đấy, nhờ thợ gia công, thuê thợ gia công thì em sang bên xưởng em lấy về đây các bác. Đấy, thì em giới thiệu với các bác là nhà em có 3 size chính. Một là size 33, hai là size 36, ba là size 40. Đấy. Còn về cái đây em sẽ bỏ một cái cho em giới thiệu. Thì cái này buộc dây rồi em cũng chỉ giới thiệu qua thôi. Rất là nhiều những cái video trước thì em cũng giới thiệu chi tiết cho các bác về cái lồng thổ nhốt cu này rồi. Đấy, thì bây giờ là em giới thiệu chi tiết qua lại một chút. Là đây là cái tiện chóp này các bác này. Đấy, thì khi các bác mua hàng ấy thì nhà em sẽ tặng cho các bác một cái móc treo như này. Đấy, móc treo rời các bác nhá. Về thì các bác tự lắp vào thôi. Đây nó có một cái lẫy rồi, các bác chỉ gài xiên qua là được thôi. Đấy, đây là cái móc treo rồi. Tiện rất là nhắn nhụi và đẹp mắt rồi. Còn nguyên liệu chính để lên làm lên cái lồng này ấy, thì được làm bằng tre và những cái gỗ song. Đấy, tre và gỗ song các bác nhá. Đây là những cái lan tre này. Tre này thì đã được phơi rất là khô rồi và ngâm ở dưới nước ấy. Và lên phơi rất là khô để vót cho các bác và gác bếp các bác nhá. Đấy, đảm bảo cho các bác là không bao giờ sợ bị mối mọt. Còn về cái phần gỗ song này để tạo lên bộ khung các bác ạ. Đây là tất cả những gỗ song để tạo lên bộ khung cho nó không bị sập sạch. Còn đây là về phần đế của nó này các bác này. Đấy, đế của nó này được đan rất là chi tiết này. Đấy, dày dặn các bác nhá. Còn về bên trong này, về phần cầu tử thì được làm bằng gỗ. Đấy, nhà em đã tiện tròn này và khứa cho các bác những cái rãnh rãnh như này để đảm bảo cho các bác là khi con cu gáy ấy, nó đậu lên nó sẽ không bị trơn trượt. Và ở dưới phần đáy nó vẫn có một cái đế các bác nhá. Đấy, một cái đế để các bác khi con cu gáy ấy, nó vệ sinh ra hoặc là nó ăn uống nó rơi vãi ra thì nó sẽ không bị vãi ra nhà, để các bác có thể là nhốt ở trong nhà được. Còn thì tổng quan một cái lồng cu gáy này, nếu mà bác nào mà muốn tìm hiểu chi tiết thêm ấy thì hãy đăng ký kênh. Đấy, những cái video trước thì em giới thiệu chi tiết rất là rõ về cái lồng bẫy cu gáy này rồi. Đấy, thì em giới thiệu lại, nhà em có 3 size chính, một là size 33 này, 36 này và size 40. Đấy, bác nào mà muốn size nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề, thì bên em sẽ gửi cho các bác đúng cái lồng mẫu mã như này các bác nhé. Ngày đúng video như này thì nhà em thì khi các bác mua hàng ấy, bác xem video đấy, gửi hàng về cho các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu này thì các bác mới phải thanh toán nhé. Còn ngoài ra thì các bác không phải cọc cạch một chiếc 1.000 nào cả. Và nhà em cung cấp tất cả các lồng trái đào này và có cả lụp bẫy cu gáy các bác nhé. Đấy, lụp và lồng bẫy cu gáy. Đấy, bác nào mà muốn tìm hiểu thêm ấy, thì các bác tham khảo ở những video trước của em. Còn bây giờ là em xin kết thúc video để em cất những cái lồng này vào trong kho các bác nhé. Em xin chào toàn thể các bác.